Hai chào tất mọi người, thì bữa nay mình quay cái video hôm bữa như nó nói sao không có vô chuồng chim, thì bữa nay mình quay video mà của mình là biến chuồng heo thành chuồng chim nha mọi người thấy không? Đây là cái chuồng heo cũ của mình hồi trước đó giờ ha, và mình lại làm thành một cái chuồng chim. Mình để cái chuối ở đây, mình sống mình làm chuối nhiều lắm mọi người. Đây. Thì cứ hai cái chuồng hai một cái chuồng như thế này là mình sẽ làm hai lồng chim. Hiện tại mình vẫn còn đang tiếp tục mình làm mọi người, là mình sẽ bện sắt ở ngoài bên đây mọi người, còn mình bện lưới nữa chứ. Thì sơ khái thì mình chỉ che mới che bên xung quanh thôi, mọi thấy mình vẫn để hở ở dưới đó, mọi người vẫn như cũ, vẫn phong cách cũ là luôn hở bên dưới mọi người thấy, bên đây mình vẫn để hở luôn đó, toàn bộ bên dưới hết. Chim làm hoạt động gì toàn là ở bên trên hết mọi người, không có làm chỗ bên dưới hết, chỉ có đó. Giờ ở đây thì mình chỉ làm, giờ mình chỉ còn gắn lưới rồi làm máy thức ăn đó là xong. Giống như bên đây là mọi người thấy không? Chắc mọi người sẽ thắc mắc lý do vì sao mà mình làm có những cái miếng xanh nằm cao cao bên trên ha. Thì cái miếng xanh ở bên đó chủ yếu mình làm để sau này mình có làm thêm mái che mọi người, thì mình sẽ bắt vô trong đó mình che ra, nhưng mà thật sự thì chắc cũng không cần đâu mọi người đó. Tại vì tấm to ở đây thì mình che nó cũng đâu hết rồi, còn tấm to này thì nó hơi ngắn xíu thôi không sao, mà nó vẫn nhỉnh ra. Thì sau này mình sẽ làm một tấm giấy bạc để mình che lại mọi người, là mình phủ luôn, phủ kín hết luôn, từ từ xuống dưới luôn mọi người. Ở ngoài đây thì khá là muỗi luôn mọi người. Tổng chi phí thiệt hại cho bốn cái lồng này của mình đó mọi người, thì mình mua này một lưới là hai, một lưới 2 triệu. To của mình á thì là 3.000. Tiền tiền to nói tên là tiền mới mà còn to như thế này mình không tính đâu, do là tên cũ. Mỗi cái tấm ở bên trong này đó mọi người là 50.000 một tấm, và mình làm 6 tấm. 2 4 6 đúng rồi. 6 5 là 30 nữa mọi người, là 300.000 nữa. Và cộng lại hết là mọi người thấy đã là 300, 500, 600, là với 1 triệu 2 tiền lưới, là 1 triệu 2 tiền lưới là 1 triệu 2, 1 triệu 2 tiền lưới với lại 600 là 1 triệu 8. Với lại là ở đây mình làm tổng cộng là 12 cái sắt, và trong đó có 10 cây sắt đó là mình mua với giá là 70.000 một cây, là một cây dài 6 mét mọi người, và hai cây là mình mua với giá là 75.000 một cây. Và mỗi ô cửa như thế này mọi người, cửa này mình cũng mua luôn, là mình mua ở chỗ đầu cũ đó, mọi người, là bốn cái cửa này là 150.000, là tổng cộng mà mọi người thấy bốn cái vi này của mình là nó nuốt mình gần là hơn 3 triệu rồi mọi người, cả 4 triệu. Tại vì 10 cây 700 là 10 cây là 700 ngàn, với cộng hai cây kia là 140, 100, 150 nữa là 850, 850 cộng hồi nãy là 1 triệu 8 nữa mọi người đó, với lại cái cửa 150 nữa. Gạch này thì là gạch mình đổ ở trước mọi người, mình làm và mình lấy mình xây thôi, công thì chỉ công nhà thôi chứ không có gì hết. À còn sao nữa chứ, phía sau một tấm ở sau này nữa. Đây mình ở sau mình có một tấm này dài là 5m4, rồi là nó dư ra nha mọi người. Thì cái tấm đó là mình mua nó là hồi bữa bao nhiêu mà không nhớ, mà mình nhớ nhớ nó là phải cũng 200 mấy á mọi người, cũng 200 mấy, tại vì nó xem bằng cái tấm to nó bên trên luôn mọi người. Thì nó ở tấm to tên bên dưới là nó bằng giá nhau, dù mà mình dập hay không dập thì nó cũng bằng một giá đó mọi người đó. Cho nên là sau này anh em mà có làm ở vi thì nên nhớ là tôn đừng để tôn thẳng, mà mình nhớ mình dập ha. Đó thì hiện tại ở đây mình mới thả 2 cú thôi, và cái video thả thì mình đã có quay rồi mọi người, thì quay một cái thả một cặp phú lửa và một cặp phú một con trống cho bò, bò con máy bò mình đạm mà lột. Thì cái video mà máy lộ thì mình vẫn chưa thả, mình vẫn chưa đăng lên. Thì có nhiều anh em nói là tại sao không giới thiệu cái AV trước,
Thì AV này của mình á là có bề ngang là 1m, gần 1m6, 1m7 là vô cũng vậy. Và chiều cao lên là tới 2m mấy là mọi người. Mọi người thấy tay mình giấu lên là nó không đụng được tới nắp nè mọi người. Đó. Và bố trí bên trong là như thế này đây. Mình sẽ cho mọi người xem. Đó. Bên trong mình thì bố trí khá đơn giản thôi mọi người, không có gì hết. Chủ yếu mình không có xài cây tươi, đa số mình xài là cây nhãn, gốc nhãn khô thôi mọi người ha. Thì đây là cách mình làm từ hồi đó giờ. Thường thì mình cây tươi mình có trồng trong đây, mình đa số mình xài cây khô không à. Đây, bên đây cũng vậy. Nhưng mà được cái ở đây thì nó là có cỏ mọi người. Đó. Mọi người thấy không? Thì hiện tại mình vẫn chưa làm tổ mọi người. Thì tổ thì mình sẽ bố trí ở hai bên góc mọi người. Một là ở góc bên này nè, hai là ở góc bên đây. Nhưng mà cái chuồng này thì thằng tôm của mình nó vào trong đây nó ở thử rồi mọi người. Hôm bữa chắc mọi người cũng có xem cái video mà mình ngồi mình làm bên trên. Và nó bên dưới thì nó chui xuống dưới nó nằm. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha mọi người. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua cái AV của mình. Và mình sẽ đi lại một vòng ở bên sau nữa cho mọi người xem. Ở phía sau mình có lò mỏ mọi người. Nhưng mà mình đang dự định là mình sẽ phủ tấm bạc xanh này ở phía sau. Đó mọi người thấy không? Đó. Còn bên này á, thì mình dùng dây rút mình cột, dây rút chỉ tạm thời thôi mà. Nhưng thật sự là mình cột bằng dây cáp. Dây cáp bằng dây cáp quen điện thoại á mọi người. Thì khi mà họ sửa xong của mình á thì còn dư mình lụm mình xin lại để mình có để mình có thể mình đang mình làm những cái đèn như thế này mọi người. Cái đèn như thế này của mình mọi người thấy không? Mạng lưới của mình nó khá là nhỏ. Một ngón tay út xỏ vào nè mọi người thấy không? Chỉ có một ngón tay út thôi. Không có ngón nào mình nhét vô lọt hết. Cho nên là làm như thế này mọi người là mình sẽ tránh được rất khá là nhiều thứ. Ngay chỗ này thì mình vẫn chưa đóng đâu mọi người ha. Mình dự định là tấm này mình sẽ che ra như thế này nè mọi người. Mình sẽ chống hở ra. Nhưng mà nếu mà mùa nắng quá mình sẽ chống hở ra như vậy. Nhưng mà bên trong này á, mình vẫn phải tiếp tục là mình làm cái tấm bạc để mình che mọi người. Chứ mình không phải là để hở như thế này. Chủ là che càng nhiều cho nó đừng có nóng không mọi người. Khi mà mùa sau bắt đầu vô mùa đẻ mọi người là nó sẽ trước khi mùa đẻ nó sẽ nóng lắm mọi người. Thì sau đó bắt đầu mới đổ mưa bắt đầu mát thì chim bắt đầu nó đẻ. Thì mình sẽ tạo điều kiện cho chim là phải là khá là mát chứ không nóng mọi người. Nóng thì sẽ hư trứng hết. Thôi chắc mình xin kết thúc video tại đây ha mọi người. Mình giới thiệu sơ 4 cái AV của mình được chế từ một cái chuồng heo. Hai cái chuồng heo thành 4 cái ha. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký ha. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất từ mình nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.